Lê Cần News mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Thu Quyên kính chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật vui và hiệu quả. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin. Mời quý vị cùng theo dõi. Clip dừng ô tô quên kéo phanh tay, tài, tài xế nhận ngay kết đắng. Sự việc được ghi lại tại một ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây, phía đông nam Trung Quốc. Trong clip, một chiếc xe ô tô màu trắng đang di chuyển vào sân, khi tài xế đang đổ xe, một người phụ nữ bước xuống và đi vào nhà để cửa ô tô mở rộng. Và giây sau, tài xế cũng bước xuống và cũng không đóng cửa. Dường như nghĩ rằng sẽ sớm quay lại xe nên tài xế đã quên kéo phanh tay trước khi bước xuống. Gần như ngay lập tức, chiếc xe đan bắt đầu di chuyển và lao xuống phía dưới với cả hai cửa trước đều mở rộng. Nó lăn xuống con dốc gần đó trong vài giây, đâm vào hàng rào kim loại cao ngăn cách con đường với một cái ao nhỏ. Phát hiện ra sự việc, tài xế và hai người khác vội vàng đuổi theo, sau đó đoạt clip kết thúc. May mắn thay không có ai bị thương. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của chiếc xe trong vụ tai nạn. Thành phố Hồ Chí Minh bắt nữ chủ nợ của người đi khám bệnh. Ngày 5 tháng 1, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam Đặng Thị Hoa, 52 tuổi, Tô Bá Nguyên, 28 tuổi, Mai Thị Mỹ Linh, 48 tuổi, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Công an quận Bình Thạnh cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Quốc Huy, 45 tuổi, về tội trên cùng tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, lợi dụng hoàn cảnh của một số người dân đi khám tại Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Hoa cho vay góp và vay tiền đứng. Người vay chịu thế chấp bản gốc các giấy tờ như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và ký giấy vay tiền Số tiền vay tối thiểu từ 500.000 đồng đến 60 triệu đồng với lãi suất 30% một tháng. Sau khi được vay thì người vay phải đóng phí dịch vụ 10% tổng số tiền vay và đóng trước tiền góp, tiền lãi một ngày đầu rồi mới được nhận số tiền phần còn lại. Nguyên được thuê đi đòi nợ với mức lương 9 triệu đồng một tháng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm của Hoa đã cho 22 người vay tổng số tiền 259 triệu đồng với lãi suất từ 360% đến 720% một năm cao gấp 18 đến 36 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự. Nhóm này thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hàng trăm triệu đồng. Cũng thu đoạn trên, nhóm của Hà Quốc Huy và Ma Thị Mỹ Linh cho người khác vay tiền với lãi suất từ 120% đến 730% một năm, thu lợi bất chính hơn 412 triệu đồng. Trong quá trình đòi nợ, Huy nhắn tin đe dọa khủng bố, mang mã tấu, đao, kiếm đến tận nhà tận nơi làm việc của người vay để chửi bới, đe dọa, ép người vay trả tiền. Video người đàn ông trải mưa tiền mặt nhưng không ai dám nhặt. Tối ngày 4 tháng 1, một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông trải mưa tiền từ chung cư xuống đất, gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Có ai đang ném hàng trăm tờ nhân dân tệ, tiền nằm rải rác trên mặt đất, khung cửa, rất nhiều người đứng xem nhưng không ai dám nhặt người quay video nói dưới phần bình luận người xem bàn tán vô cùng sôi nổi một người thốt lên giàu kinh khủng có phải tiền thật không hay tiền vàng mã một người khác thắc mắc theo Sina, sự việc xảy ra vào ngày 3 tháng 1 tại khu chung cư ở thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc. Cảnh sát địa phương xác nhận vụ việc cho biết một người đàn ông vì bực tức chuyện gia đình nên đã đem tiền vứt ra ngoài trong lúc mất bình tĩnh. Người rải tiền là một người lớn, số tiền rải đúng là tiền thật nhưng không xảy ra tình trạng cướp giật, hồi của. Hiện số tiền được cảnh sát thu hồi và thống kê, sau đó sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, cảnh sát địa phương cho hay. Ông chủ Việt Á nói có thỏa thuận không trực tiếp gặp cựu Bộ trưởng Bộ Y tế vì nhạy cảm. Sáng ngày 5 tháng 1, phiên tòa xét xử hai cựu Bộ trưởng cùng 36 người trong vụ án Việt Á tiếp tục phần xét hỏi của Viện Kiểm sát. Bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, là người đầu tiên được gọi lên thẩm vấn. Đứng trước bục khai báo, bị cáo điềm tĩnh, trả lời rõ ràng các câu hỏi của đại diện viện kiểm sát. Đại diện viện kiểm sát tiếp tục truy vấn, lý do vì sao bị cáo nhờ ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế nhiều lần, đưa tiền nhiều lần nhưng không gặp trực tiếp mà phải thông qua Nguyễn Huỳnh, từng là thư ký của ông Long. Việt cho biết có quen biết với ông Long và Huỳnh trong lần đi dự sự kiện dự án bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh hồi năm 2017. Hai bên sau đó thỏa thuận, thống nhất giải quyết công việc đều thông qua Nguyễn Huỳnh vì một số nguyên nhân nhạy cảm, Việt nói Nguyên nhân nhạy cảm cụ thể là gì? Viện kiểm sát hỏi. Không nhớ rõ lắm, Việt trả lời. Ngay sau đó viện kiểm sát trích dẫn lời khai của Việt trong hồ sơ thể hiện, vì lúc đó Việt biết ông Long đang có mối quan hệ không tốt với một lãnh đạo cũ của Bộ Y tế. Vì vậy, ông Long và ông Huỳnh dặn bị cáo mọi việc đều thông qua ông Huỳnh để giữ tiếng cho ông Long, tránh gặp nhau ảnh hưởng. Đến năm 2021, trong một lần lên Bộ Y tế cùng một công ty khác để trao hỗ trợ các thiết bị y tế phòng chống dịch. Tại đây, Việt gặp ông Long và đưa số tiền 50.000 đô la Mỹ. Nói về mục đích tham gia đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm tại Học viện Quân y, Tổng Giám đốc Việt Á cho biết, thời điểm đó chỉ Việt Á có chứng chỉ ISO đủ điều kiện sản xuất nên được Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, mời tham gia để kịp thời chống dịch. Ban đầu chỉ có mục đích nghiên cứu, không có thỏa thuận ăn chia. Lời hối hận muộn màng của tài xế xài xỉn tông vào xe cảnh sát giao thông ở Bắc Giang Liên quan vụ việc tài xế say xỉn tông vào xe cảnh sát giao thông ở Bắc Giang, nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm, 39 tuổi, trú thành phố Hà Nội, khai nhận vì sợ và không hiểu biết pháp luật. "Dạ em biết hành vi của mình là sai trái, em rất hối hận." Tài xế Tâm nói khi làm việc với cơ quan công an. Lời hối hận đã là quá muộn màng cho người đàn ông này, người mà chỉ vài ngày trước thôi đã rất manh động khi đã tông thẳng ô tô vào xe cảnh sát giao thông trong khi say xỉn. "Lúc ban đầu thì em sợ vi phạm hành chính thì em quay xe." Trong cả quá trình đấy thì em cũng không nghĩ như thế là tội chống đối và bị phạt hình sự đâu. Em nghĩ là dân sự và phạt hành chính thôi ấy. Hành động của em là thiếu hiểu biết về pháp luật. Tiếp nữa là mình đã sử dụng nồng độ cồn quá mức cho phép. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023, tâm lái ô tô bán tải chở con trai từ nhà cha vợ tại huyện Yên Dũng về nhà cha ruột tại huyện Tân Yên. Khi người này lái xe qua đường Hoàng Hoa Thám thì gặp tổ công tác công an thành phố Bắc Giang kiểm tra, xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Khi tài xế lái xe đến cách tổ công tác khoảng 20m thì nhận hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành mà lái xe quay đầu bỏ chạy. Tâm đã lái xe, đâm vào xe của tổ công tác, gây hư hỏng. Qua kiểm tra, Tâm vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, lên tới 0,595mg trên lít khí thở. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị xử nghiêm vi phạm của chùa Ba Vàng và sư trụ trì. Ngày mùng 4 tháng 1, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì cuộc họp với các bộ, ban, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chùa Ba Vàng trưng bày vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật, gây xôn xao dư luận. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, hoạt động của chùa Ba Vàng vi phạm luật tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm quy định của nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam căn cứ quy định của pháp luật, hiến trương của giáo hội, quy định của tăng đoàn để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm của cơ sở tôn giáo và sư trụ trì. Cũng tại cuộc họp chiều ngày 4 tháng 1, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp thống nhất biện pháp kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước giáo hội, tăng ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, khiến dư luận hoang mang. Đại đức trụ trì chùa Ba Vàng đã sám hối trước chư tôn đức ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp nhận lời sám hối của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, đồng thời yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm. Khởi tố cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất say rượu tông chết người. Ngày 5 tháng 1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có quyết định khởi tố bị can đối với cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở Thanh Hóa. Theo Thượng tá Đỗ Quang Huy, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Lê Văn Thọ, 39 tuổi, ngụ Thanh Hóa, là cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoàng Hóa, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, Cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can. Kết quả điều tra cho thấy, trước đó khoảng 19 giờ 25 phút ngày 13 tháng 9 năm 2023, chị Nguyễn Thị Hoa, 43 tuổi, trú Thanh Hóa, đi xe đạp điện thì bị ô tô do Lê Văn Thọ điều khiển đi phía sau cùng chiều tông trúng. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến chị Hoa tử vong. Sau gây tai nạn, tài xế Thọ điều khiển xe bỏ chạy đến khu công nghiệp Tây Bắc Ga thì bị người dân bắt lại và báo cơ quan công an. Khoảng cách từ vị trí gây tai nạn đến điểm dừng bị người dân vây bắt, báo công an, dài khoảng hơn 6 km. Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng đưa phương tiện và tài xế thọ về trụ sở để xử lý. Kiểm tra nồng độ cồn, tài xế thọ cho kết quả 1.089mg trên lít khí thở, không có chất ma túy. Quá trình điều tra, công an xác định ngoài hành vi gây tai nạn giao thông, tài xế thọ bỏ chạy, cố ý kéo xe trên đường, lạng lách, vượt đèn, làm náo loạn đường phố, gây hoảng loạn, bất an, nguy hiểm cho nhân dân nên có đủ yếu tố tội phạm gây rối trật tự công cộng. Hải quân cứu kéo thành công tàu cá trôi dạt khu vực quần đảo Trường Sa. Ngày 5 tháng 1, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân thông tin việc tàu 472 vừa cứu kéo thành công tàu cá BI-96301TS hỏng máy, thả trôi trên vùng biển khu vực đảo sông Tử Tây. Theo đó, vào lúc 19h30 phút ngày 4 tháng 1, tàu 472 Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực đảo Đá Nam thuộc quần đảo Trường Sa thì nhận được lệnh cấp trên cơ động hỗ trợ tàu ngư dân hỏng máy trôi dạt trên biển nhận lệnh dù sóng gió cấp 6 nhưng thủy thủ đoàn 472 vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chuyển hướng đến vùng biển tàu cá BI 96301 TS đang gặp nạn ở vị trí phía đông đảo sông Tự Tây khoảng 8 hải lý sau 2 giờ cơ động tàu 472 đã tiếp cận tàu cá bị nạn lúc 21 giờ 30 phút và tổ chức làm dây lai kéo tàu cá đảm bảo an toàn tàu 472 đã lai kéo tàu cá gặp nạn vào neo tại phía tây đảo sông Tử Tây lúc 23 giờ 30 phút bảo đảm tuyệt đối an toàn Sức khỏe của ngư dân trên tàu cá bình thường. Trước đó tàu BI96301TS do ông Nguyễn Ngọc Vinh, sinh năm 1979, quê Phú Yên làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ. Trên tàu có 5 ngư dân đi cùng, xuất phát vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại cảng Đồng Phát, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Chiều ngày 3 tháng 1, tàu gặp sự cố đã cơ động vào âu đảo sông Tử Tây để sửa chữa. Lúc 15 giờ ngày 4 tháng 1, tàu đã rời đảo đi đánh bắt hải sản. Đến 17 giờ thì bị hỏng máy chính thả trôi không khắc phục được, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cấp cứu, hiện tàu vẫn đang khắc phục hỏng hóc. Cục Cảnh sát giao thông lên tiếng về thông tin nhiều người tra cứu phạt nguội không được. Anh Duy Tâm ở thành phố Thanh Hóa cho biết, thời gian qua anh bị phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An gửi giấy phạt nguội về các lỗi vi phạm giao thông. Tuy nhiên sau đó anh vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông để tra cứu phạt nguội nhưng không tìm thấy kết quả vi phạm. Cùng thắc mắc này, chị Huỳnh Hoa ở Hà Nội cho biết, trong tháng 12 vừa qua, chị cùng gia đình có đi ô tô để về quê ở Ninh Bình. Khi đi trên cao tốc Pháp Vân cầu dẻ, do chồng chị buồn ngủ nên đã đánh xe vào làn khẩn cấp của đường cao tốc, rồi bật cả đèn cảnh báo để chập mắt. Chị thắc mắc rằng sau khi chị vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông để tra cứu phạt nguội nhưng không ra kết quả vi phạm, liệu do xe chị mới vi phạm nên kết quả chưa kịp ra thông báo trên trang tra cứu? Liên quan đến việc này, vào sáng ngày 5 tháng 1, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết một tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh của Cục vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc người dân không tra cứu ra kết quả vi phạm có thể xảy ra trong 3 trường hợp sau. Trường hợp 1, khi người dân nhập biển số xe ô tô, xe máy vào mục tra cứu, khi tìm kết quả lại hiện ra dòng chữ không tìm thấy kết quả, tức là phương tiện đó không dính lỗi vi phạm. Trường hợp 2, thời gian vi phạm của phương tiện giao thông chưa quá 7 ngày, nên dữ liệu vi phạm sẽ chưa được cập nhật lên trang tra cứu phạt nguội. Trường hợp 3, thời điểm tra cứu phạt nguội do số lượng người dân tra cứu quá đông dẫn tới tình trạng bị nghiễn mạng. Người dân có thể đổi thời điểm để tra cứu phương tiện vi phạm. Kính thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.